Xin chào các bác và anh em. Thì đây là một combo gồm một đôi loa FPT X-Line hàng siêu lướt, nguyên thùng xốp, gửi cho anh khách ở Hải Phòng. Gồm một đôi FPT và một chiếc sắp trạch pin C Vega Bass 60 để anh chơi ở trong nhà hàng, diện tích khoảng 80m2. Đấy, thì hiện tại anh chơi như này thôi. Về nếu anh cảm thấy thiếu thì anh có thể là nâng cấp thêm một cái sắp và một đôi loa nữa. Đấy, thì hiện tại cái combo này là 30 triệu một cặp FPT X9112A. Đấy, thì cái này em test luôn. Đấy, hàng này là hàng siêu nướt, hàng này là em thanh lý công trình được ở bên kia, mới 100%. Đấy. Kiểu người ta mua, người ta làm công trình vài chục cặp ấy, người ta còn thừa dân 1-2 cặp thì mình mua được. X9112A. Cặp này có giá là 30 triệu các bác nhá, 30 triệu một cặp này. Một con trầm sạc Vin cũng liền công suất luôn, active 360. Con này thì có giá là 17.500.000. Đấy, về ví dụ nhá, ví dụ mà anh chỉ có mixer đường 2 đường out thôi thì anh có thể anh cắm như em cắm như này là được này. Đấy, tín hiệu vào này, tín hiệu vào một cái bên này, một cái bên này. Đấy, thì nó sẽ có đường ninh này, có đường ninh out này, có đường out này, đưa hai đường out xuống con súp. Đấy là xong, chỉ cần một đường tín hiệu, hai đường tín hiệu vào, hai đường loa và đường xuống súp là ok luôn, đúng không? Thì cái combo này chỉ có giá có 47.500.000. Đấy. Cái này thì chỉ có thêm một con mixer hoặc là một con vang số và một bộ mic nữa là hát ok luôn. Hàng xịn chất, cực hay luôn. Tiếng thì không có gì để bàn với cái bộ combo này rồi. Những bác nào mà chơi, những anh em nào mà đã chơi FPT hoặc chơi những con liền công suất cao cấp thì không có xa lạ gì nữa đâu. Đấy. Đẹp, chất lượng, hợp lý, đúng không? Ok, thì em sẽ đi test thử các bác, cho các bác cùng xem nhé. Kiểu là sân khấu luôn, có nghĩa đúng chất kiểu hát live sân khấu trực tiếp vào đây. Đấy. Thì các bác sẽ nghe được tại sao FPT và GCF Active nó là một trong những ông vua hát live. Quá ngọt các bạn ạ. Ngàn lời có sâu trong tim lùi.
Trước em cũng cái tư duy như các bác thôi. Ngày trước có một thời điểm em tư duy như các bác. Bảo tại sao cái loa thùng nhựa, thùng này là thùng nhựa liền công suất, nó như cái loa kéo này mà lại nhiều các bác dùng thế. Đây. Lại nhiều anh em dùng thế, nhiều anh em làm sân khấu sự kiện lớn luôn chứ, nhiều anh em rất là nhiều tiền luôn chứ. Tại sao lại dùng như thế? Thì cuối cùng bây giờ thì thực sự là khi mình chơi vào rồi thì mình ngấm ra được một điều là thực sự nó hay. Nó rất hay. Nó tích hợp có DSP ở trong này rồi, nó xử lý âm thanh ở trong này, nó có một bộ xử lý âm thanh trong này rồi, có công suất làm sao đánh được đủ cho cái dòng loa này. Mà nó lại là linh kiện sản xuất 100% tại Italia. Đấy, như cái đôi FPT X9 này thì con này là lắp tại Trung Quốc thôi. Nhưng mà linh kiện 100% nhập khẩu tại Italia. Rất là xịn và hay. Đấy. Gọn nhẹ đấy chứ đúng không? Cần gì đẩy đâu. Các bạn có nhìn thấy có đẩy đâu. Không có đẩy. Này thì tuyệt vời. Đúng không? Ok. Thì đây là chọn combo gửi cho anh khách ở Hải Phòng nhá. Ok.